Hàng năm, cây tiêu mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều địa phương phát triển nhanh nhờ cây tiêu. Hàng vạn hộ dân trồng tiêu trở nên giàu có, hạnh phúc và sung túc. Bí quyết đó chính là sự quan tâm, chăm sóc vườn tiêu một cách đặc biệt. Chọn phân bón đúng loại, bà con nông dân trồng tiêu an tâm, năng suất đảm bảo, đời sống vui hơn. Đầu trấu hồ tiêu kinh doanh, tăng năng suất, tăng niềm vui. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trận thi đấu thứ 13 của vòng loại cuộc thi chinh phục năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức. Năm 2023, cuộc thi chinh phục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ kinh phí sản xuất chương trình. Xin được cảm ơn VNPT Quảng Trị, Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn đã đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị, như vậy cuộc thi chinh phục năm 2023 đã trải qua 12 trận thi đấu của vòng loại với cả gương mặt đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Và với các câu hỏi ở các lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, thì các bạn thí sinh đến với cuộc thi chinh phục đã thể hiện được vốn hiểu biết, sự nhanh nhạy của mình và đã giành được chiến thắng, giành được tấm vé đi vào vòng 2. Và hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để chứng kiến sự tranh tài của các bạn thí sinh đến tham gia thi đấu tại trận thi đấu thứ 13 của vòng loại. Và ngay sau đây, xin được dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện của 4 bạn thí sinh. Ở vị trí thi đấu đầu tiên, xin được chào đón Lê Nguyễn Thiện Nhân đến từ trường trung học phổ thông Hải Lăng. Thiện Nhân, cố lên, Thiện Nhân, quyết chiến, Thiện Nhân, quyết thắng. Ở vị trí thi đấu thứ hai là một gương mặt đại diện của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Bến Hải, xin được chào đón Lê Võ Hải Đăng. Hải Đăng, vì mình tự mình chiến thắng. Ở vị trí thi đấu thứ 3 là một gương mặt của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đakrông, xin được chào đón Nguyễn Việt Anh. Và ở vị trí thi đấu cuối cùng, xin được chào đón Lê Minh Phương đến từ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Tân Lâm. Và trên sân khấu lúc này là 4 bạn thí sinh sẽ tham gia tranh tài tại trận thi đấu thứ 13 vòng loại cuộc thi chinh phục năm 2023. Và trong mỗi trận thi đấu của cuộc thi chinh phục, Hội đồng Cố vấn đã cử các thành viên đến làm giám khảo để đưa ra kết quả cuối cùng cho câu trả lời của các bạn thí sinh. Và ngày hôm nay, Hội đồng Cố vấn đã cử các thành viên sau đây làm giám khảo. Trên đồng được giới thiệu thầy giáo Lê Quang Hưng đến từ trường trung học phổ thông Cửa Tùng, cố vấn môn toán học. Trích đồng giới thiệu thầy giáo Lý Chí Thanh đến từ trường trung học phổ thông Hướng Hóa, cố vấn môn hóa học. Và trích đồng được giới thiệu cô giáo Trần Thị Thanh Nga đến từ trường trung học phổ thông Hướng Hóa, cố vấn môn tiếng Anh. Và cũng giống như các trận thi đấu trước của cuộc thi chinh phục năm 2023, các bạn thí sinh đến tham gia chương trình sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi mang tên Xuất phát, Thử thách, Tăng tốc và Chinh phục. Và trước khi các bạn thí sinh bước đến phần thi đầu tiên, xin được dành cho cả 4 bạn thí sinh ở trên sân khấu một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho các bạn thí sinh lúc này. Vâng, bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên, phần thi xuất phát. Phần thi xuất phát. Phần thi này là một bộ 6 câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh theo hình thức trắc nghiệm, gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi xuất phát. Và ngay sau đây sẽ là phần khởi động của 4 bạn thí sinh với phần thi xuất phát trong bộ đề 6 câu hỏi. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 10 điểm. Đại lượng vật lý nào đặc trưng cho mức quán tính của vật? A. Vận tốc, B. Gia tốc, C. Khối lượng và D. Đồng năng. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Đầu tiên, câu hỏi 10 điểm, chúng tôi nhận được 3 đáp án của 4 bạn thí sinh. Đó là đáp án B của Thiện Nhân, đáp án C của hai bạn Việt Anh và Minh Phương và đáp án D của Hải Đăng. Theo định luật 2 Newton, vật nào có khối lượng càng lớn càng khó thay đổi vận tốc, tức là càng có mức quán tính lớn hơn. Vâng, và ở câu hỏi này, đáp án C, khối lượng là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Minh Phương, Việt Anh, mỗi bạn được còn 10 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 2. Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây? A. Bắc Băng Dương, B. Đại Tây Dương, C. Ấn Độ Dương và D. Thái Bình Dương. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Ở câu hỏi này, lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với đại dương nào? Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với Ấn Độ Dương. Và xin chúc mừng 4 bạn thí sinh, cả 4 bạn đều ghi được điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Mã thập phân của ký tự B trong bộ mã ASCII là bao nhiêu? A. 97, B. 98, C. 99 và D. 10. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Ở câu hỏi này, Minh Phương lựa chọn cho mình đáp án A. Ba bạn Thiện Nhân, Hải Đăng, Việt Anh lựa chọn đáp án B. Ở câu hỏi này, các bạn thí sinh đã ghi được điểm. Đó là Thiện Nhân, Hải Đăng và Việt Anh. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 4. Câu hỏi này 20 điểm. Độ tuổi của trẻ em là A. Người dưới 15 tuổi, B. Người dưới 16 tuổi, C. Người dưới 17 tuổi và D. Người dưới 18 tuổi. Thời gian suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Lần này cả 4 bạn thí sinh đều đồng lòng lựa chọn đáp án B. Và theo điều 1 luật trẻ em quy định, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh, mỗi bạn được còn 20 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Nhạc sĩ được coi là nhạc sĩ của tuổi thơ là nhạc sĩ nào sau đây? A. Văn Trung, B. Phong Nhã, C. Phạm Tuyên và D. Phan Huyền Điểu. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. hỏi này, Hải Đăng lựa chọn đáp án B. Ba bạn thiện nhân Việt Anh và Minh Phương lựa chọn cho mình đáp án C. Liệu rằng ở câu hỏi này đa số có ghi được điểm không ạ? Ông sinh năm 1924, số bài hát của ông sáng tác cho thiếu nhi là trên 200 ca khúc. Những tác phẩm viết cho thiếu nhi đã như một biên niên sử của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và ông chính là Phong Nhã. Xin được chúc mừng Hải Đăng, bạn được còn 20 điểm ở câu hỏi này. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6, câu hỏi 30 điểm trong phần thi xuất phát. Xin chúc cho cả 4 bạn thí sinh sẽ trả lời đúng ở câu hỏi này. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Số electron có trong 0,1 mol nguyên tử Na là bao nhiêu? Cho số Avogadro bằng 6,022 nhân 10 mũ 23. Đáp án A 6,022 nhân 10 mũ 22. Đáp án B 6,022 nhân 10 mũ 23. Đáp án C 6,6242 nhân 10 mũ 23 và đáp án D 6,6242 nhân 10 mũ 22. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Câu hỏi hóa học và đáp án của cả 4 bạn thí sinh đó là đáp án A 6,022 nhân với 10 mũ 22. Và câu hỏi này xin được mời đại diện ban giám khảo thầy giáo Lý Chí Thanh đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa có thể đưa ra đáp án và giải thích cho các bạn thí sinh. Xin chia buồn với 4 thí sinh vì ở đây các em tính nhầm là số nguyên tử natri chứ không phải số A. Đáp án ở đây là D 6,6242 nhân 10 mũ 23. Vâng, xin cảm ơn ý kiến từ đại diện ban giám khảo. Như vậy ở câu hỏi này đáp án C mới là đáp án chính xác và 4 bạn thí sinh chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Như vậy rất nhanh chóng 4 bạn thí sinh đã cùng trải qua 6 câu hỏi của phần thi xuất phát. Và những số điểm đầu tiên các bạn thí sinh ghi được là bao nhiêu? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp. 40 điểm là số điểm của Thiện Nhân và Minh Phương. Việt Anh có 50 điểm và 60 điểm là số điểm của Hải Đăng. Sau phần thi xuất phát, cả 4 bạn thí sinh đều đã khởi động thành công khi đã ghi cho mình những số điểm đầu tiên. Và chúng ta cùng đến với phần thi thứ 2 ngay sau đây, phần thi thử thách. Phần thi thử thách. Trong phần thi này, mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời bộ câu hỏi gồm 6 câu. Trong quá trình thi, thí sinh có quyền bỏ qua câu hỏi và không được quay trở lại nếu còn thời gian. Trả lời đúng một câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi thử thách và thí sinh nào sẽ là người đầu tiên bước đến phần thi này. Chúng ta cùng theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Nguyễn Thiện Nhân, là một học sinh của lớp 10A3 tại trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Sở thích của tôi là chơi đá bóng và cờ vua khi có thời gian rảnh rỗi. Tôi thường chơi cờ vua với bạn bè và gia đình, và thỉnh thoảng cũng tham gia vài giải đấu để nâng cao kỹ năng của mình. Trò chơi này và nó đòi hỏi tư duy chiến lược và sự tập trung cao độ. Ngoài sở thích trên, tôi cũng rất thích học tập và khám phá những điều mới mẻ. Tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình trong việc học tập và hy vọng có thể đạt được những kết quả tốt nhất trong học tập và cuộc sống. Và tôi luôn đặt ra cho bản thân mình làm thế nào để thu nạp được kiến thức nhiều nhất có thể. Và tôi tin chắc rằng với những kiến thức mà tôi đã có, thì tôi sẽ hoàn thành tốt những câu hỏi mà cuộc thi chinh phục đưa ra. Các bạn hãy cổ vũ cho tôi nhé. Vâng, chúng tôi đã nhận ra Lê Nguyễn Thiện Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng sẽ là thí sinh đầu tiên bước đến phần thi thử thách. Vâng, Thiện Nhân thân mến, chúng tôi có nghe bạn chia sẻ rằng sở thích của bạn đó là cờ vua và bóng đá. Vậy thì bạn sắp xếp thời gian như thế nào để có thể vừa tham gia cả các môn thể thao mà bạn yêu thích cũng như là dành thời gian cho việc học tập? Dạ, thưa chị là về việc chơi đá bóng thì em thường chơi với các bạn vào mỗi buổi sáng sớm. Còn về chơi cờ vua thì em thường sau khi học bài xong thì em sẽ vào các trang web chơi cờ vua để làm một vài trận cờ vua để xả stress sau những giờ học tập căng thẳng. Vâng, đá bóng và cờ vua cũng giúp cho mình rất là nhiều cái tin hay đúng không nào? Ở trong đoạn clip ngắn vừa rồi thì chúng tôi có thấy rằng bảng thành tích trong học tập của Thiện Nhân với rất nhiều những bằng khen, giấy khen. Bạn có thể chia sẻ một vài cái thành tích trong những năm gần đây của bạn. Một tràng pháo tay để động viên cho Thiện Nhân lúc này ạ. Rất là khiêm tốn nhưng chúng tôi đã thấy trong đoạn clip vừa rồi khi mà rất nhiều những bằng khen, giấy khen của Thiện Nhân ở nhà. Thiện Nhân thân mến, ở trong gia đình của bạn thì bố mẹ đã hỗ trợ bạn như thế nào trong việc học tập cũng như là hỗ trợ bạn như thế nào trong cái chặng đường đến với cuộc thi chinh phục năm nay? Dạ, bố mẹ em đã cổ vũ và động viên em rất nhiều trong quãng đường em đến với cuộc thi chinh phục ngày hôm nay. Và đồng thời ba mẹ của em cũng có đặt ra một vài câu hỏi cho em để em trả lời để chuẩn bị cho tốt cho cuộc thi chinh phục ngày hôm nay. Vâng, rất là hạnh phúc khi mà có gia đình ở bên cạnh luôn hỗ trợ mình phải không ạ? Và hôm nay thì đến với chinh phục, Thiện Nhân còn có rất nhiều các bạn cổ động viên của trường mình đến cổ vũ cho Thiện Nhân. Và lúc này đây xin hỏi các bạn cổ động viên của trường Hải Lăng, các bạn đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy các bạn rồi. Trước khi Thiện Nhân bước đến phần thi thử thách thì các bạn muốn nhắn nhủ đến Thiện Nhân điều gì ạ? Thiện Nhân cố lên, Thiện Nhân việt chiến, Thiện Nhân việt thắng. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Lúc này đây thì chắc chắn rằng Thiện Nhân đã sẵn sàng bước đến bộ đề thi của mình. Và lúc này sẽ là bộ đề thi đầu tiên dành cho Thiện Nhân. 60 giây của Thiện Nhân bắt đầu. Tiến độ dài của vector có điểm đầu và điểm cuối. Không. Chính xác. Chất nào tạo nên nước đá khô? CO2. CO2 chính xác. Người Ai Cập có câu nói con người phải chờ thời gian nhưng thời gian phải chờ 3 chấm. Hãy điền từ còn thiếu vào dấu 3 chấm này. Trí thức. Không chính xác. Tác phẩm Chim Phù Ngâm của tác giả Đặng Trần Côn thuộc thể loại gì ạ? Thể loại gì ạ? Thất ngôn, bản cú, đương luật. Không chính xác. Trong môn đá cầu nội dung đá đơn, vận động viên được chạm cầu tối đa bao nhiêu lần trước khi đá cầu? 2 lần chính xác. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. Greenland. Greenland. Vâng, đáp án của bạn đưa ra ở câu hỏi này chính xác rồi. Như vậy với 60 giây của mình, Thiện Nhân đã trả lời chính xác 4 câu hỏi. Bạn đưa về cho mình thêm 80 điểm ở phần thi này. Hai câu hỏi mà đã làm khó Thiện Nhân ở phần thi này đó là người Ai Cập có câu nói con người phải chờ thời gian nhưng thời gian phải sờ kim tự tháp. Vâng, trong dấu 3 chấm là kim tự tháp ạ. Câu hỏi số 4, tác phẩm Chim Phù Ngâm của tác giả Đặng Trần Côn thuộc thể loại nào? Thì tác phẩm Chim Phù Ngâm của Đặng Trần Côn thuộc thể loại ngâm cúc. Rất tiếc, bạn đã chưa trả lời chính xác hai câu hỏi này. Tuy nhiên, với 4 câu hỏi bạn trả lời chính xác đã ghi về cho mình thêm 80 điểm cũng rất là xuất sắc rồi. Một lần nữa xin chúc mừng Thiện Nhân. Như vậy với 60 giây của mình, Thiện Nhân đã hoàn thành xuất sắc phần thi thử thách. Và ai sẽ là người tiếp theo bước đến phần thi này? Chúng ta cùng theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Võ Hải Đăng, đến từ lớp 11A của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Hải. Mình có sở thích là chơi cờ cũng như là bơi lội. Và hôm nay mình đến với chương trình chinh phục để giao lưu học hỏi cũng như nhận được nhiều kinh nghiệm thông qua chương trình ngày hôm nay. Mình mong muốn được sự cổ vũ tất cả các bạn. Mình cùng các bạn đến từ lớp 11A để xin chúc bạn Đăng tự tin chiến thắng trong cuộc thi chinh phục. Yeah! Vâng, và thí sinh thứ hai bước đến phần thi thử thách chính là Lê Võ Hải Đăng đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Hải. Hải Đăng thân mến, vừa rồi thì Thiện Nhân đã hoàn thành xong phần thi thử thách của mình. Thì cảm xúc của bạn lúc này như thế nào khi mà chứng kiến cái phần thi thử thách của Thiện Nhân? Dạ, em thấy bạn trả lời rất chi là nhanh. Em mới đọc câu hỏi được nửa câu thì bạn trả lời luôn rồi. Vâng, Hải Đăng thân mến, xin được hỏi bạn Hải Đăng đã từng tham gia một cuộc thi tương tự như thế này bao giờ chưa ạ? Dạ rồi ạ, đúng hơn là vừa mới tháng trước thì mình đã tham gia cuộc thi có tên là Đường Lên Đỉnh Olympia. Vâng, và chúng tôi đã nhận ra gương mặt của Hải Đăng xuất hiện trên sóng truyền hình Đài truyền hình Việt Nam với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Chắc chắn rằng sau khi tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia thì bạn đã có rất nhiều những kinh nghiệm cho mình khi mà tham gia những cuộc thi kiến thức như thế này đúng không nào? Và đã bổ sung rất nhiều những kiến thức cho bản thân mình đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, và chúc cho Hải Đăng hôm nay sẽ thật là may mắn và trả lời được chính xác nhiều câu hỏi. Và đặc biệt trong phần thi này thì chúc cho Hải Đăng sẽ trả lời chính xác cả 6 câu hỏi và ghi về cho mình thêm 120 điểm ở phần thi này. Vâng, các bạn cổ động viên của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Hải thân mến, lúc này Hải Đăng chuẩn bị bước vào phần thi thử thách. Các bạn muốn nhắn nhủ gì với Hải Đăng lúc này ạ? Hải Đăng, ý chí, tự tin, chiến thắng. Cảm ơn các bạn cổ động viên. Lúc này đây thì chắc chắn Hải Đăng đã sẵn sàng bước đến phần thi của mình. 60 giây của Hải Đăng bắt đầu. Cho hai vectơ có độ dài lần lượt là 6 và 5, góc giữa chúng bằng 90 độ. Tính tít vô hướng của hai vectơ đó. Căn 61. Không chính xác. Trong quá trình nhân lên của virus trong tế bào vật chủ, các phân tử bề mặt của virus gắn đặc hiệu vào thụ thể bề mặt của tế bào vật chủ xảy ra ở giai đoạn nào? Giảm phân. Không chính xác. Câu hỏi số 3. Tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông nghiệp là yếu tố nào? Nông dân. Không chính xác. Câu hỏi số 4. Điện từ còn thiếu vào câu ca dao sau. Thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa 3 chấm, kẻ phàm rửa 3 chấm. Mặt chính. Chính xác. Câu hỏi số 5. Quá trình xử lý thông tin của máy tính có bao nhiêu bước? 4 bước. Không chính xác. Câu hỏi số 6. Họa sĩ Trường Phải Ấn Tượng sẽ vẽ tranh thường tập trung khai thác vào vấn đề gì? Chính trị xã hội. Đây là một đáp án chưa chính xác. Trong bộ đề của Hải Đăng chúng tôi có hỏi bạn rằng cho hai vectơ có độ dài lần lượt là 6 và 5, góc giữa của chúng bằng 90 độ thì tít vô hướng của hai vectơ đó phải bằng 0. Vì cos của 90 độ phải bằng 0 đúng không ạ? Vâng, đó là đáp án của câu hỏi số 1. Ở câu hỏi số 2, trong quá trình nhân lên của virus trong tế bào vật chủ, các phân tử bề mặt của virus gắn đặc hiệu vào thụ thể bề mặt của tế bào vật chủ xảy ra ở giai đoạn nào thì tức là nó xảy ra ở giai đoạn hấp thụ. Ở câu hỏi số 3, tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông nghiệp là yếu tố nào? Thì đó phải là đất đai. Ở câu hỏi số 5, quá trình xử lý thông tin của máy tính có bao nhiêu bước? Quá trình xử lý thông tin của máy tính có 3 bước, đó là tiếp nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và đưa ra kết quả. Và câu hỏi số 6 chúng tôi hỏi bạn họa sĩ Trường Phái Ấn Tượng khi vẽ tranh thường tập trung khai thác hai vấn đề, đó là ánh sáng và màu sắc. Như vậy với 60 giây của mình, Hải Đăng đã trả lời đúng một câu hỏi, bạn ghi về thêm 20 điểm ở phần thi này. Và thí sinh tiếp theo bước đến phần thi thử thách đó chính là Nguyễn Việt Anh đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đakrông. Chúng ta cùng đến với một vài hình ảnh giới thiệu về Việt Anh và ngôi trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đakrông nơi bạn đang theo học. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Việt Anh, mình đến từ lớp 11B1 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đakrông. Sở thích của mình là vẽ tranh và đọc sách. Môn học yêu thích của mình là môn địa lý. Mình muốn học môn này bởi vì nó giúp mình biết được những vùng đất xinh đẹp ở trên nước ta và ở khắp mọi miền trên thế giới. Mình muốn tham gia chương trình chinh phục để có được những kiến thức mới. Mình tham gia nó với tinh thần phấn khởi, muốn được học hỏi. Chúc bạn Việt Anh tự tin. Chúc bạn Việt Anh cố lên. Việt Anh chiến thắng. Yeah. Vâng, vừa rồi là những hình ảnh giới thiệu về Việt Anh đến từ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đakrông. Việt Anh thân mến, trong đoạn clip vừa rồi thì chúng tôi có thấy rằng ở trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đakrông thì những người bạn của Việt Anh đã hỗ trợ bạn rất là nhiều trong quá trình học tập cũng như là trong chặng đường đến với cuộc thi chinh phục. Bạn có thể chia sẻ thêm những điều gì về trường của mình, bạn bè của mình và thầy cô của mình? Dạ, để mà đến với cuộc thi chinh phục thì nhà trường và các bạn hỗ trợ với em rất là nhiều. Ví dụ như là thầy cô hỗ trợ cho em một số câu hỏi và kiến thức bổ sung thêm để mà em được tham gia cái cuộc thi chinh phục, và các bạn thì hỗ trợ tinh thần. Vâng, các bạn hỗ trợ tinh thần cho Việt Anh rất là nhiều. Việt Anh có chia sẻ rằng sở thích của bạn là thích vẽ tranh. Vậy thì những cái chủ đề nào thường được Việt Anh lựa chọn để đưa vào tranh vẽ của mình? Dạ, em thường vẽ tranh chủ đề phong cảnh, những thứ liên quan đến đời sống bình thường thôi chị. Vâng, ở phong cảnh thì ở huyện miền núi Đakrông thì có rất nhiều phong cảnh đẹp đúng không ạ? Dạ. Và bạn đã từng vẽ những bức tranh phong cảnh ở đâu ạ? Dạ, thì thường là tranh núi non. Vâng. Và em mong là nếu mà mọi người có điều kiện thì có thể đến Đakrông của em chơi. Dạ. Vâng. Vậy thì xin được hỏi thêm rằng Việt Anh đang gửi một lời mời đến tất cả mọi người đến với Đakrông. Vậy thì ở Đakrông có điều gì đặc biệt mà Việt Anh lại mời chúng tôi đến Đakrông ạ? Cảnh sắc ở đó khá là đẹp với nhiều con suối, thác, và mọi người đến đó thì thỏa sức mà check in và chụp ảnh. Thỏa sức check in và chụp ảnh, đó là những lời giới thiệu của Việt Anh về huyện miền núi Đakrông, nơi bạn đang sinh sống và học tập. Và lúc này đây thì chắc chắn là Việt Anh cũng đã có tinh thần thoải mái hơn để sẵn sàng bước vào phần thi của mình rồi, phải không nào? Dạ vâng. Vâng, và Việt Anh chắc chắn rằng rất muốn nghe những lời động viên từ phía các bạn cổ động viên của Việt Anh. Việt Anh, ưu tiên, Việt Anh, chiến thắng, Việt Anh, chiến thắng. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Và lúc này đây sẽ là bồ đề của Việt Anh. 60 giây của bạn bắt đầu. Tốc độ cần có để một vật có thể chuyển động theo quỹ đạo tròn gần bề mặt của một hành tinh hay thiên thể chủ thì có giá trị xấp xỉ bao nhiêu? Bát 300 triệu. Không chính xác. Nguyên tố bắt buộc có trong hợp chất hữu cơ là nguyên tố nào? Carbon. Chính xác. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước nào? Anh. Chính xác. Thành phần kinh tế nào nắm giữ những ngành lĩnh vực then chốt của nền kinh tế? Con người. Không chính xác. Câu hỏi số 5. Họa sĩ sinh ra tại Quảng Trị, thành dân trên đất Pháp và được xem là họa sĩ bậc thầy của hai thế giới Đông Tây. Bỏ qua. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. Answer the following question. In which direction does the sun rise? Vâng, như vậy đã kết thúc thời gian 60 giây của mình. Việt Anh đã trả lời đúng 2 câu hỏi. Bạn được cộng thêm 40 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Việt Anh. Vâng, và ở câu hỏi số 6 vừa rồi, một câu hỏi tiếng Anh thì Việt Anh chưa kịp đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Xin được mời đại diện ban giám khảo đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi. Câu hỏi này có nghĩa là mặt trời mọc từ phía nào, và câu trả lời là phía đông, in the east. Vâng, xin cảm ơn đại diện ban giám khảo. Trong bộ đề chúng tôi hỏi Việt Anh, chúng tôi có hỏi bạn rằng tốc độ cần có để một vật có thể chuyển động theo quỹ đạo tròn gần bề mặt của một hành tinh hay thiên thể chủ thì có giá trị xấp xỉ bao nhiêu? Đáp án chính xác là vận tốc vũ trụ cấp 1 bằng 7,9 km/giây. Câu hỏi số 4. Thành phần kinh tế nào nắm giữ những ngành lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, đó là kinh tế nhà nước? Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất, giữ vai trò chủ đạo và then chốt. Câu hỏi số 5. Họa sĩ sinh ra tại Quảng Trị, thành dân trên đất Pháp và được xem là họa sĩ bậc thầy của hai thế giới Đông Tây, đó chính là họa sĩ Lê Bá Đặng. Vâng, đó là những câu hỏi mà Việt Anh đưa ra đáp án chưa chính xác trong bộ đề của mình. Và lúc này đây thì sẽ là phần thi thử thách của thí sinh cuối cùng, bạn Minh Phương. Và trước khi cùng với Minh Phương vượt đến phần thi thử thách của mình, chúng ta cùng theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Xin chào các bạn, mình là Minh Phương, học sinh lớp 10B trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lâm. Nhắc đến mái trường Tân Lâm là nhắc đến mái trường anh hùng, là cái nối đào tạo ra những thế hệ nhân tài đầu tiên cho tỉnh nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một di tích ở quê hương mình, đó chính là di tích lịch sử nhà Tam Tấn Trường. Đây là nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của huyện Cam Lộ, một trong 3 chi bộ đảng ra đời sớm nhất ở tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Thế Tiết làm bí thư, và di tích nhà Tam Tấn Tường mang dấu ấn lịch sử thời hiện đại, là bản duyên của cả hai thời kỳ trước và sau ngày có Đảng Cộng sản. Và nếu có điều kiện, mời quý thầy cô và các bạn đến giờ phần Cam Lộ và ghé thăm di tích lịch sử nhà Tam Tấn Tường nhé. Vừa rồi là Minh Phương đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lâm. Vừa rồi thì chúng tôi đã nghe Minh Phương giới thiệu về di tích nhà Tam Tấn Tường. Và xin được hỏi Thiện Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Thiện Nhân thân mến, bạn sau khi xem cái đoạn clip vừa rồi và Minh Phương giới thiệu về di tích nhà Tam Tấn Tường thì cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, em cảm thấy là rất muốn đến đó. Vâng, rất muốn nhận lời mời của Minh Phương đến đây đúng không ạ? Minh Phương đã giới thiệu cho chúng ta về di tích nhà Tam Tấn Tường ở trên địa bàn huyện Cam Lộ, nơi mà Minh Phương đang sinh sống. Bạn đã gửi một lời mời đến tất cả các thầy cô giáo và các bạn đến với Cam Lộ, đến với di tích nhà Tam Tấn Tường. Minh Phương thân mến, chúng ta được biết rằng sở thích của Minh Phương đối với môn học tiếng Anh. Vậy thì để học tốt cái bộ môn này thì Minh Phương đã có những phương pháp riêng cho mình như thế nào? Dạ thưa chị, là đầu tiên là chúng ta phải có đam mê, niềm yêu thích với tiếng Anh, và sau đó là có những định hướng mục tiêu cụ thể tại sao chúng ta lại học tiếng Anh và tiếng Anh giúp gì cho chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải nâng cao vốn từ của mình, và bên cạnh đó thì những cấu trúc ngữ pháp cũng vô cùng quan trọng. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải luyện tập nó mỗi ngày. Và sau khi theo dõi 3 phần thi của 3 bạn thí sinh vừa rồi thì cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, em thấy 3 bạn chơi rất tốt và em cũng hơi hồi hộp. Vâng, lúc này Minh Phương đang rất hồi hộp, và các bạn cổ động viên thân mến, hãy giúp cho Minh Phương bình tĩnh và tự tin để có thể bước đến phần thi của mình đi ạ. Tự tin chiến thắng. Xin cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều, và lúc này đây sẽ là bộ đề số 4, bộ đề của bạn Minh Phương. Thời gian 1 phút của Minh Phương bắt đầu. Nguyên lý hoạt động của bếp từ dựa trên hiện tượng vật lý nào? Hiện tượng từ. Chúng ta cùng chờ đợi câu hỏi số 2. Trong quá trình nhân lên của virus trong tế bào vật chủ, hệ gen của virus ban đầu được sử dụng để tổng hợp nên hệ gen của virus mới diễn ra ở giai đoạn nào? Giai đoạn ban đầu. Không chính xác. Câu hỏi số 3. Tổ chức nào giải quyết tranh chấp quốc tế trong lĩnh vực thương mại? Dạ, WTO. Chính xác. Câu hỏi số 4. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân Việt Nam ở độ tuổi nào thì có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân? Dạ, đủ 18 tuổi. Không chính xác. Câu hỏi số 5. Điền cụm từ thích hợp vào dấu 3 chấm. Internet là mạng toàn cầu không thuộc quyền 3 chấm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Sở hữu. Chính xác. Câu hỏi số 6. Số điện thoại khẩn cấp để được hỗ trợ khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ, cứu hộ và cứu nạn ở Việt Nam hiện nay là 114. 114 chính xác. Vâng, ở câu hỏi số 1 chúng tôi có hỏi Minh Phương nguyên lý hoạt động của bếp từ dựa trên hiện tượng vật lý nào? Bạn đưa ra đáp án đó là hiện tượng từ. Đây là một đáp án chưa được chấp nhận. Đáp án chính xác là hiện tượng cảm ứng điện tử. Và với 60 giây của mình, Minh Phương trả lời chính xác 3 câu hỏi. Bạn ghi về cho mình thêm 60 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Minh Phương. Trong bộ đề của bạn chúng tôi có hỏi trong quá trình nhân lên của virus trong tế bào vật chủ, hệ gen của virus ban đầu được sử dụng để tổng hợp nên hệ gen của virus mới diễn ra ở giai đoạn nào? Thì đó phải là diễn ra ở giai đoạn tổng hợp. Câu hỏi số 4. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân Việt Nam ở độ tuổi nào thì có thể ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân? Hiến pháp năm 2013 quy định công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên thì có thể ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Đó là những câu hỏi mà Minh Phương đưa ra đáp án chưa chính xác trong bộ đề của mình. Vâng, như vậy là cả 4 bạn thí sinh đã vượt qua thử thách. Và số điểm các bạn ghi được cho đến thời điểm hiện tại như thế nào? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp ngay sau đây. Hải Đăng có 80 điểm, 90 điểm là số điểm của Việt Anh. Minh Phương ghi được 100 điểm và tạm thời ở vị trí dẫn đầu là Thiện Nhân với 120 điểm. Như vậy sau 2 phần thi đầu tiên xuất phát và thử thách thì Thiện Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng đang tạm thời ở vị trí dẫn đầu với 120 điểm. Tuy nhiên trước mắt chúng ta vẫn là 2 phần thi vô cùng gay cấn và kịch tính. Các bạn thí sinh sẽ bứt tốc như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3 ngay sau đây, phần thi tăng tốc. Phần thi tăng tốc. Phần thi này là một hình ảnh gồm 4 câu hỏi mảnh ghép, mỗi câu hỏi 20 điểm, lần lượt thí sinh theo số thứ tự đã bốc thăm trước khi vào cuộc thi chọn mảnh ghép tùy ý. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép rồi suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh lựa chọn mảnh ghép không đưa ra được đáp án, thì cơ hội dành cho 1 trong 3 thí sinh còn lại. 1 trong 3 thí sinh bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, được cộng số điểm tương ứng với câu hỏi, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi đầu tiên, thí sinh có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Trả lời đúng được 40 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 4 câu hỏi hình nền, nếu các thí sinh vẫn không bấm chuông trả lời hình nền thì sẽ được gợi ý đáp án hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Tuy nhiên, nếu thí sinh trả lời đúng, số điểm chỉ còn 30 điểm. Trong trường hợp các thí sinh không có đáp án hình nền thì người dẫn chương trình sẽ mời các cổ động viên trả lời câu hỏi của các ô hình ảnh chưa được mở trước khi đưa ra đáp án hình nền. Vừa rồi là thể lệ của phần thi tăng tốc. Và lúc này đây sẽ là cơ hội để cho 4 bạn thí sinh cùng tăng tốc. Câu hỏi hình nền hôm nay có nội dung: hãy cho biết nội dung của bức ảnh. Hãy cho biết nội dung của bức ảnh, đó là câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Và theo thứ tự bốc thăm, Thiện Nhân sẽ là người đầu tiên lựa chọn mảnh ghép. Xin mời Thiện Nhân lựa chọn mảnh ghép cho mình. Em xin chọn ô thứ 2. Thiện Nhân lựa chọn mảnh ghép số 2. Xin mời câu hỏi ở mảnh ghép số 2. Tại một số tỉnh vùng cao phía Tây Bắc nước ta, có một làn điệu dân gian nổi tiếng được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019. Hãy cho biết tên của làn điệu đó. 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Quan họ. Đáp án của Thiện Nhân đưa ra chưa chính xác. Cơ hội thuộc về 1 trong 3 thí sinh còn lại. Bắt đầu. Như vậy 3 bạn thí sinh còn lại cũng chưa đưa ra được đáp án cho câu hỏi này. Như vậy mảnh ghép số 2 sẽ bị khóa lại. Bây giờ sẽ là cơ hội lựa chọn mảnh ghép của Hải Đăng. Mời bạn. Em xin chọn mảnh ghép số 1. Hải Đăng lựa chọn mảnh ghép số 1. Câu hỏi ở mảnh ghép số 1 có nội dung như sau. Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn thơ sau. Hoan hô chiến sĩ 3 chấm. Chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt. 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt. Từ còn thiếu trong dấu 3 chấm là gì? 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Theo em đáp án đấy là Điện Biên. Đáp án Hải Đăng đưa ra ở câu hỏi mảnh ghép này là Điện Biên. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng, đầu nung lửa sắt, 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt. Đây là một đáp án chính xác. Bạn được còn 20 điểm ở câu hỏi này. Như vậy mảnh ghép số 1 sẽ được mở ra. Lúc này sẽ là quyền lựa chọn mảnh ghép của Việt Anh. Xin mời bạn. Giờ em xin chọn mảnh ghép số 3. Việt Anh lựa chọn mảnh ghép số 3. Câu hỏi của mảnh ghép số 3 có nội dung như sau. Loài hoa nào được xem là biểu tượng tuyệt đẹp của văn hóa và con người Nhật Bản? Thời gian suy nghĩ và trả lời của Việt Anh bắt đầu. Hoa anh đào. Vâng, ở câu hỏi của mảnh ghép số 3 thì Việt Anh đã đưa ra đáp án là hoa anh đào. Đây là một đáp án chính xác. mừng Việt Anh bàn được cộng 20 điểm ở mảnh ghép này. Và cùng lúc đó thì chúng tôi nhận được tín hiệu trả lời hình nền của Minh Phương. Minh Phương thân mến, quyền lựa chọn mảnh ghép tiếp theo thuộc về bạn. Tuy nhiên bạn đã đưa ra tín hiệu trả lời hình nền. Nếu như bạn trả lời sai thì mảnh ghép cuối cùng cũng sẽ bị khóa lại và bạn mất quyền thi tiếp ở phần thi này. Bạn chắc chắn bao nhiêu phần trăm với đáp án của mình? Dạ, 30%. 30%. Vâng, xin được hỏi đáp án hình nền của bạn là gì? Dạ thưa chị, đáp án hình nền là hoa ban. Đáp án hình nền là hoa ban. Với 1/4 góc hình nền và lúc này là 1/2 của góc hình nền. Vì sao bạn lại nghĩ đáp án là hoa ban ạ? Dạ tự nhiên đâu em nhớ đến hoa ban rồi em bỗng. Hoa ban thì không có ở cái vùng khí hậu ở miền Trung của chúng ta. Vậy bạn đã bao giờ được thưởng thức vẻ đẹp của hoa ban chưa? Dạ em có nơi thời xứ rồi. À, bạn đã được xem ở trên màn hình đúng không ạ? Vâng, đã được xem vẻ đẹp của hoa ban ở trên màn hình nhỏ. Và bạn vội vàng liên tưởng đến hoa ban trong nghìn nền ngày hôm nay. Tuy vậy, Minh Phương đã nhanh chóng bấm chuông trả lời hình nền khi bạn suy nghĩ đến hoa ban trong hình nền ngày hôm nay. Và với suy nghĩ rất nhân này thì Minh Phương đã ghi cho mình thêm 40 điểm. Xin chúc mừng Minh Phương. Vâng, đây là toàn phần hình nền hôm nay của chúng ta, hoa ban. Hoa ban được coi là biểu trưng của đất và người Điện Biên và các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Với vẻ đẹp tinh khôi vươn lên từ nhọc nhằn đá núi, hoa ban đã đi vào đời sống tinh thần gắn bó với bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc và trở thành tài sản chung của nhân dân Điện Biên Tây Bắc. Loài hoa này cũng gắn liền với bộ phim truyền có tên Hoa Ban Đỏ của đạo diễn Bạch Diệp ra mắt lần đầu vào năm 1994 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng Minh Phương, bạn được cộng 40 điểm ở câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Trong 3 câu hỏi chúng tôi hỏi các bạn thí sinh với 3 mảnh ghép các bạn lựa chọn. Thì ở câu hỏi số 2, tại một số tỉnh vùng cao phía Tây Bắc nước ta có một làn điệu dân gian nổi tiếng được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019. Hãy cho biết tên của làn điệu đó. Đó là một gợi ý của chúng tôi để đưa đến hình nền ngày hôm nay, đó chính là làn điệu hát then. Hát then là một loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian bắt nguồn từ cuộc sống lao động của người Tày Nùng Thái ở một số tỉnh vùng cao phía Bắc. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO, di sản thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi nhận vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là một vài thông tin về làn điệu hát then. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải qua phần thi tăng tốc với những diễn biến vô cùng kịch tính khi mà Minh Phương đã trả lời đúng chính xác câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Và số điểm mà 4 bạn thí sinh giành được cho đến thời điểm hiện tại như thế nào, chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp ngay sau đây. 100 điểm là số điểm của Hải Đăng. Việt Anh có 110 điểm. Thiện Nhân ghi được 120 điểm và 140 điểm là số điểm của Minh Phương. Thưa quý vị, sau 3 phần thi xuất phát, thử thách và tăng tốc, vị trí của 4 bạn thí sinh liên tục thay đổi trên bảng tổng sắp. Và các bạn sẽ tiếp tục bứt tốc như thế nào để về đích? Chúng ta cùng đến với phần thi cuối cùng mang tên Chinh phục. Phần thi Chinh phục. Phần thi này gồm 6 câu hỏi dành cho tất cả thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, 2 thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Người bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời trước, trả lời đúng được 30 điểm. Sai bị trừ 10 điểm. Nếu thí sinh thứ nhất trả lời sai thì thí sinh thứ hai được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai cũng bị trừ đi 10 điểm. rồi là thể lệ của phần thi chinh phục. Và trước khi cùng với 4 bạn thí sinh đến với 6 câu hỏi của phần thi chinh phục thì các bạn cổ động viên hãy dành cho các bạn thí sinh của chúng tôi một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt để tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho các bạn thí sinh lúc này. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của phần thi chinh phục. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Trên một hòn đảo có 3 loài người. Người thật thà là người luôn nói thật. Người nói dối là người luôn nói dối. Và người thích đùa là người có lúc nói thật, lúc thì nói dối. Hỏi, ai có thể tự nhận mình là người nói dối? 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu! Vâng, chúng tôi nhận được tín hiệu chuông của 3 bạn. Tuy nhiên, tín hiệu chuông nhanh nhất là của Việt Anh. Mời bạn. Em thưa chị là người nói dối. Đáp án của bạn đưa ra là người nói dối. Dạ. Đây là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc, phải lấy đi của bạn 10 điểm. Cơ hội thuộc về Hải Đăng. Mời bạn. Theo em đáp án đấy là người thích đùa. Vì sao đáp án của bạn lại là người thích đùa? Bởi vì người thật thà thì chỉ có thể nói thật nên chắc hẳn em sẽ nhận là người thật thà. Còn người nói dối thì luôn nói dối nên em cũng sẽ nhận là người thật thà. Chứ người thích đùa thì có thể nhận là nói thật hoặc nói dối tùy ý. Và em chọn là người thích đùa. Vâng ạ. Vâng, những người thật thà thì không thể nhận mình là người nói dối được rồi đúng không ạ? Và những người nói dối thì cũng không dài gì mà nhận mình là người nói dối. Chỉ có người thích đùa, người này mới có thể nhận mình là người nói dối mà thôi. Đáp án của Hải Đăng đưa ra chính xác. Bạn được còn 20 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Giả sử có một loài vi khuẩn mới được phát hiện và có tên khoa học là Lactobacillus Vietnamensis. Dựa vào tên khoa học, hãy cho biết kiểu dinh dưỡng của loài vi khuẩn này. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu! Là tín hiệu chuông của hai bạn Thiện Nhân và Hải Đăng. Tuy nhiên tín hiệu chuông nhanh hơn là của Thiện Nhân. Mời Thiện Nhân. Câu trả lời của em là kỹ sinh. Câu trả lời của bạn là gì ạ? Kỹ sinh. Kỹ sinh ạ. Rất tiếc phải lấy đi của Thiện Nhân 10 điểm rồi. Cơ hội lúc này là của Hải Đăng. Theo em đáp án đấy là từ dưỡng ạ. Từ dưỡng. Dạ vâng ạ, từ dưỡng. Vâng, từ dưỡng là đáp án của Hải Đăng. Tuy nhiên, cũng phải nói rất tiếc phải lấy đi của bạn 10 điểm. Đáp án ở câu hỏi này là hóa dì dưỡng. Đây là một câu hỏi sinh học. Đáp án chính xác là hóa dì dưỡng. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Ở Quảng Trị có một lễ hội truyền thống diễn ra dưới hình thức phiên chợ, chỉ diễn ra một ngày trong năm vào dịp Tết Nguyên đán. Đó là lễ hội nào? 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu! Và tín hiệu đầu tiên là của Hải Đăng. Mời bạn. Theo em ở đây là hội chợ Tết ạ. Vâng, đưa ra tín hiệu chuông rất là nhanh. Và đáp án là hội chợ Tết. Đáp án này chưa chính xác. Chúng tôi tiếp tục lấy đi của bạn 10 điểm. Cơ hội thuộc về Thiện Nhân. Câu trả lời của em là chợ Đinh Bích La. Bạn đã từng đi chợ Đinh Bích La chưa ạ? Dạ chưa. Bạn có biết chợ Đinh Bích La diễn ra vào thời điểm nào không? Dạ em có học nhưng mà em cũng quên rồi. Vậy bạn có biết là chợ Đinh Bích La thì diễn ra ở địa phương nào ở tỉnh Quảng Trị không ạ? Dạ, làng Bích La Đông. Em theo em nhớ là vậy. Làng Bích La Đông ở đâu ạ? Dạ, em xin ta lời vậy cô dạy giáo dục địa phương của em. Vâng, một kiến thức mà đã được học trong chương trình giáo dục địa phương. Tuy nhiên lúc này đây thì Thiện Nhân không nhớ ra. Tuy nhiên đáp án của bạn đưa ra chính xác rồi. Bạn được cộng 20 điểm. Chợ Đinh Bích La được tổ chức dưới hình thức một phiên chợ quê, chỉ họp mỗi năm duy nhất một lần vào đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Lễ hội chợ Đình có phần lễ là lễ cầu rùa, tức là cầu thần Kim Quy. Đây là nghi lễ cầu thần Linh, cầu mong mưa thần gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, cuộc sống dân làng được ấm no hạnh phúc. Phần hội có các trò chơi truyền thống tiêu biểu như chơi bài chòi, cờ chòi, chơi cờ tướng, cờ vua và xin chữ ông đồ. Vâng, và chợ Điện Bích La thì ở huyện Triệu Phong. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 3 câu hỏi. Và trước mắt chúng ta là 3 câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục. Các bạn có cơ hội ghi thêm 90 điểm ở 3 câu hỏi cuối này. Xin chúc cho cả 4 bạn thí sinh sẽ thật bình tĩnh, tự tin, đưa ra đáp án chính xác và ghi điểm về cho mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Kể tên theo thứ tự từ lớn đến bé ba đứa con của chị dâu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố. 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Văn học và 4 bạn thí sinh chưa đưa ra được đáp án cho mình. Ngô Tất Tố là một nhà văn hiền thực xuất sắc, chuyên viết về nông thôn trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây chắc chắn là những kiến thức các bạn đã được học rồi. Tuy nhiên, ba cái tên của ba đứa con của chị dâu thì rất khó để nhớ phải không ạ? Vâng, đó là cái Tí 7 tuổi, thằng Dần 5 tuổi và cái Tịu mới 2 tuổi. Chắc chắn các bạn đã được nghe rồi đúng không? Đó là Tí, Dần và Tỉu. Đó là đáp án ở câu hỏi số 4 này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của quốc gia được gọi là gì? 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, là tín hiệu chuông nhanh nhất của Thiện Nhân. Mời bạn. Thầy em câu trả lời là nội thủy. Nội thủy. Đây là một kiến thức bạn được học ở đâu ạ? Dạ, trong sách địa lý cấp 2. May quá, kiến thức ở trong sách địa lý cấp 2 và lúc này bạn vẫn còn nhớ được, còn cho mình 30 điểm ở câu hỏi này. Vâng, theo luật biển Việt Nam năm 2012 thì vùng nước tiếp giáp với bờ biển ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của quốc gia được gọi là nội thủy. Vâng, sau 5 câu hỏi của phần thi chinh phục, số điểm của các bạn hiện tại như sau. Việt Anh, Hải Đăng, mỗi bạn có 100 điểm, 140 điểm là số điểm của Minh Phương và Thiện Nhân có 160 điểm. Và chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng để ghi điểm. 30 điểm này sẽ thuộc về ai? Xin chúc cho cả 4 bạn thí sinh thật là may mắn để có thể trả lời chính xác, ghi điểm ở câu hỏi cuối cùng này. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. Complete the sentence with one word. Emma looks quiet and shy, but you mustn't judge a book by its. She's in fact really outgoing and friendly. 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, là tín hiệu của Hải Đăng. Mời bạn. Đáp án ở đây là cover. Bạn hiểu câu hỏi này như thế nào? À, em xin dịch là Emma nhìn rất là hướng nội và ngại ngùng, nhưng mà chúng ta không nên phản xạ một cái xét qua bia của nó. Cô ấy thực ra rất là hướng ngoại và thân thiện. Vâng, bạn đã nghe rất rõ câu hỏi của chúng tôi và đưa ra đáp án. Xin được mời ý kiến từ đại diện ban giám khảo. Chúc mừng bạn Hải Đăng, câu trả lời của bạn rất chính xác. Xin cảm ơn ý kiến từ đại diện ban giám khảo. Vâng, xin chúc mừng Hải Đăng, bạn đã ghi điểm ở câu hỏi này, bạn được cộng 30 điểm. Như vậy chúng ta đã cùng nhau trải qua 6 câu hỏi của phần thi chinh phục và cũng đã khép lại chặng đua của trận thi đấu thứ 13 vòng loại cuộc thi chinh phục năm nay. Và số điểm của các bạn thí sinh đến thời điểm hiện tại như thế nào? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp cuối cùng. 100 điểm là số điểm của Việt Anh. Hải Đăng ghi được 130 điểm. Minh Phương có 140 điểm. Và ở vị trí dẫn đầu với 160 điểm là Thiện Nhân. Như vậy sau 4 phần thi của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay, bạn Lê Nguyễn Thiện Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng đã xuất sắc V ở vị trí dẫn đầu với 160 điểm. Ở vị trí thứ hai là bạn Lê Minh Phương đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lâm. Hai bạn Lê Võ Hải Đăng và Nguyễn Việt Anh đồng giải ba. 14 bạn bước lên phía trước, nhận giải từ ban tổ chức. Trích trong kiến 10, cô giáo Trần Thị Thanh Nga đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa lên sân khấu trao giải ba cho hai bạn Lê Võ Hải Đăng và Nguyễn Việt Anh. Trích trong kiến 10 cô. Một lần nữa xin được chúc mừng Lê Võ Hải Đăng đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Hải và Nguyễn Việt Anh đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đakrông đã nhận được giải ba tại cuộc thi ngày hôm nay. Trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Lý Chí Thanh đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa lên sân khấu trao giải nhì cho bạn Lê Minh Phương đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lâm. Vâng, xin được chúc mừng cho Lê Minh Phương đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lâm đã giành được giải nhì tại cuộc thi này. Và lúc này đây là giây phút chúng ta cùng chờ đợi nhất tại cuộc thi này. Xin được trân trọng kính mời thầy Lê Quang Hưng đến từ trường Trung học phổ thông Cửa Tùng lên sân khấu trao giải nhất cho bạn Lê Nguyễn Thiện Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Vâng, một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chúc mừng cho kết quả của Lê Nguyễn Thiện Nhân. Như vậy với chiến thắng trong trận thi đấu này, Lê Nguyễn Thiện Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng đã là thí sinh thứ 13 có mặt tại vòng 2 của cuộc thi chinh phục năm nay. Thưa quý vị, với mỗi thí sinh tham gia sân chơi chinh phục đều đã rất nỗ lực cố gắng. Mặc dù kết quả của cuộc thi có như thế nào thì các bạn luôn là những người học trò xuất sắc của các ngôi trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đến tham gia cuộc thi chinh phục. Và hy vọng rằng sau mỗi trận thi đấu, các bạn đã có những trải nghiệm thật là thú vị tại chương trình. Và đến đây xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại trận thi đấu tiếp theo của vòng loại cuộc thi chinh phục năm 2023. Miền Trung bà con hoan hỉ, lúa vàng nặng hạt, mùa màng bội thu. Bí quyết là nhờ bộ sản phẩm đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả với thành phần NPK và các chung vi lượng hợp lý. Đầu trâu lót thúc NPK 17-12 năm cộng TE giúp cây ra rễ nhanh để nhánh khỏe tăng trưởng mạnh. Đầu trâu đón đồng nuôi củ quả NPK 16-4-14 cộng TE giúp đồng to, lúa trổ đều, bông lớn chắc hạt. Bộ sản phẩm sử dụng được cho nhiều loại cây trồng. Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả Bình Điền, Quảng Trị, năng suất cao, tăng lợi nhuận.